Bản tin sáng ngày 11 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết, không có ca mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.692 bệnh nhân. Đến nay, gần 58.300 người Việt Nam đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 3 gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hải Phòng và Hưng Yên. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 37.938, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 523, cách ly tập trung tại cơ sở khác 21.705, cách ly tại nhà nơi lưu trú 15.710. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.429 trên 2.692 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 81 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 17 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 11 ca, số ca âm tính lần 3 là 22 ca. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố cho 58.248 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. Trong ngày 10 tháng 4 năm 2021, có 211 người được tiêm vaccine tại 3 tỉnh, thành phố, gồm Hải Phòng 83 người, Bắc Ninh 60 người và Thành phố Hồ Chí Minh 68 người.